Vào lúc 11 giờ trưa nay tại khu đất trống phía đông cầu sông Hàng thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà đã xảy ra cháy lớn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố phải tăng cường đội chữa cháy Hải Châu đến dập lửa. Và thời gian trên lửa bốc cháy bên trong khu đất trống phía đông cầu sông Hàng rồi lan nhanh ra sát tường bao che bên ngoài. Lửa bốc cháy dữ dội tạo ra từng cột khói đen bao trùm các khu vực. Đoạn đường Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo gần khu vực cháy bị phong tỏa để cảnh sát phòng cháy chữa cháy Sơn Trà điều động nhiều xe chuyên dùng đến dập lửa. Nhưng vì bên trong nhiều cây cỏ lau khô, gặp trời nắng nóng nên lửa bùng phát mạnh, có nguy cơ cháy đường dây dẫn điện trên vỉa hè và lan vào nhà dân nên tăng cường thêm đội cảnh sát phòng chơi chơi cháy chữa cháy hãy cho hỗ trợ. Sau hơn một giờ đám cháy mới được dập tắt. Tuy không thiệt hại về người nhưng cảnh sát phải huy động nhiều phương tiện cùng người dân tham gia dập lửa cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố khuyến cáo khi trời nắng nóng người dân không được đốt rác hoặc vứt nguồn lửa vào lá khô sẽ có nguy cơ gây ra hỏa hoạn